Xin chào mọi người. Ngay bây giờ mình đang ở một cái quán cà phê. Hồi nãy mình bắt đầu ngồi đây thì nó rất là vắng, nhưng ngay bây giờ nó rất là đông. Mình sẽ cố gắng làm cái video này với cái âm thanh cao nhất có thể mà không làm phiền những người kế bên nữa. Video mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 9 giờ 49 phút sáng. Ngày 3 tháng 1 năm 2024. Mình vẫn ở không có ở trong cái thành phố của mình đang đang vẫn có công việc ở ngoài đường, đúng không? Ở một cái thành phố khác thì mình sẽ cố gắng cập nhật tín hiệu cho bạn. Đâu khoảng cỡ tầm 2 ngày nữa mình mới về lại thành phố của mình. Ok, nhảy vô luôn. Giá Bitcoin là 45.257, thì vừa rồi là nó nằm trong giữa hai cái khung này thôi, giống gì hết. Vừa rồi là nó đáp cánh ở cái vùng này. Đây là sóng 1, sóng 2. Đây là sóng 3, sóng 4. Và cái đó là sóng 5. Thì vừa rồi sóng B nghe được dời từ đây qua đây. Bởi vì hồi đó đến giờ là chưa có một cái dữ liệu đi ra nào nó nói sóng B đã kết thúc ở đây. Thì cũng giống như dự đoán là sóng B chưa có kết thúc. Sau sóng B là mình có cái sóng C. Ngay bây giờ nó có hai cái trường hợp đang xảy ra. Trường hợp đầu tiên á là có thể là nó bay từ đây lên đây luôn, lên tới 50 luôn. Có để mình cộng thêm con giá 50 ở trên đây. Ok, 50. Một là nó chạy thẳng lên tới 50 ngay bây giờ luôn. Hai là nó sẽ chọn lựa con số 4 nha. Rồi sau đó rồi cũng là lên tới 50, 50. Ok. Hai trường hợp. Thì vừa rồi là nó tụ, gọi là nó nghỉ dưỡng ở dưới đây, ở ngay chỗ cái vành đen. Sau đó nó lên nó phá vỡ vành đen, thì nó đang nghỉ dưỡng dưới cái vành đen. Làm sao mình biết là sóng số 4 đang được diễn ra? Đây là cái đỉnh vừa rồi của nó nè. Con giá là 44.400. Ở đây mình để sẵn cho bạn luôn. Vành vàng này, nếu mà nó hồi lại cái vành vàng dưới cái vành vàng thì mình biết là xác suất là nó sẽ đáp cánh ở cái vùng này. Nghe, đáp cánh ở cái vùng này rồi nó bung lên sóng số 5, 50, 50k. Nhưng mà nếu mà cái vùng này chống không được, số 4 xuống mà nó chống không được thì nó sẽ rơi xuống những cái con giá này. Ok, như những con giá này. Nếu mà nó nằm dưới 42 rưỡi, đúng không? Thì mình biết là sóng C đang được diễn ra. Nhưng mà nếu mà vẫn nằm trên 42 500 thì có nghĩa là sóng B được tiếp tục diễn ra thôi, chứ không gì hết nha. Nếu mà nằm trên 42 năm thì sóng B tiếp tục được diễn ra, sóng số 3 tiếp tục được diễn ra. Ngoại trừ rớt dưới con này, under có nghĩa là dưới, thì sóng C mới là đang được diễn ra nha. Và sóng C sẽ là những cái con giá này vẫn vậy. Xác suất là nó sẽ đáp cánh ở 49.9, 49 ngày 49.2, 46.3, chứ không đến nỗi rớt xuống 34 ngày 34. Nhớ là vẫn phải giữ 34 để mình lên lại 50. Thì để tóm gọn nó lại một cái chưa, thêm một lần nữa. Xác suất nó có 3 trường hợp. Trường hợp là cái đầu tiên là nó bay lên luôn ngay bây giờ. Ok, bay lên luôn. Trường hợp thứ hai nó hồi tới cái vùng này đã rồi nó bay. Trường hợp thứ ba nó hồi tới cái vùng này đã rồi nó mới lên 50, thì ba trường hợp đều dẫn tới có con giá là 50. Ba trường hợp đều dẫn tới cái con giá là 50. Ok. Xin lỗi bạn, nó hơi ồn chút xíu. Để ý nếu mà nó cắn dưới vành vàng á, thì mình biết nó sẽ có thể là ngừng chân ở chỗ này rồi nó bay lên. Nhưng mà nếu mà nó dưới 42 năm luôn á thì để ý cho những cái vùng này trước khi nó bung lên nha. Đây là sóng số 4 nè, sóng số 5 là nó sẽ bung lên. Nó bung lên. Ok. Sau này số 4 lớn. Cái này là có thể mình làm đậm hơn chút xíu. Riêng cái video này mình đang nói về cái khung giờ, nhưng mà nếu bạn coi cái video vừa rồi nhìn cho cái khung ngày á thì mình bạn biết sau khi sóng số 4 thì mình sẽ có sóng số 5, đúng không? Thì tất cả những con số không quan trọng là nó chọn đi con đường nào, nó đều dẫn tới cái con giá 50 hết, 50 ngàn hơn nghe. Thì nó là vậy.
Cái mà quan trọng á là mình, cái này là quan trọng là dài hạn á vẫn giữ được trên 34, xác suất là có con 50 sẽ xảy ra. Rớt dưới 34 mới là quan trọng, rớt dưới 34 thì nó sẽ đi, nó sẽ rơi vào cái vùng, ok, nó rơi vào cái vùng 19.000 cho tới 29.000 nếu rớt dưới 34. Còn vẫn giữ được trên 34 thì con giá 50 sẽ xảy ra, sẽ nằm trên bàn chứ không có gì hết nha. Mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi coi thì mình bỏ lỡ một cái thứ gì không. Có vẻ nó đang nghỉ dưỡng ở dưới cái vành đen này thôi chứ không có gì hết. 50 nghe, con giá 50 vẫn đang nằm trên bàn, không quan trọng là nó chọn lựa là đi thẳng lên luôn ngay bây giờ, xuống cái vùng này rồi bay lên 50, hay là xuống sâu hơn chút xíu là xuống tới cái vùng này lận rồi bay lên 50. Ok, thì ba trường hợp. Nhưng mà có con giá 34 là cái trường hợp quan trọng, đúng không? Quan trọng. Giữ trên 34 mới có tới 50. Ngay bây giờ ngắn hạn nó có thể bập bênh lên cái vùng này, nhưng con giá 50 phải giữ trên 34 mới có 50, còn không có là không có được 50, 50.000. Okay. Ngắn hạn nha, những cái giờ tới đây á nó chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Trường hợp đầu tiên là nó sẽ bay lên luôn ngay bây giờ và nó cắn cái con này, xin lỗi bạn. Nó cắn cái con 465 472 250, hai cái con giá đó là hai cái con giá quan trọng ngay bây giờ. Có thể bay thẳng lên cắn luôn hoặc hồi xuống cái vùng này đã rồi bay lên cắn hai cái con giá này. Nghe, cả hai con giá này. Một, thẳng lên luôn cắn hai con giá này. Hai là nó hồi tới cái vùng này đã rồi nó mới lên nó cắn hai cái con giá này. Ok. Thì đó là hai cái trường hợp nó có thể xảy ra. Vậy thôi, mình xin lỗi là nó hơi ồn ở đây. Hồi nãy mình ngồi rất là yên tĩnh nhưng có rất là nhiều khách hàng, và cái thứ hai nữa là hồi nãy thì mình không có làm được ở trong trong mình hồi nãy mình không biết tại sao mình chọn lựa cà phê hơn là cái khách sạn. Ok, nhưng mà mình lỡ ở đây rồi thì mình ráng làm thêm một hai cái tín hiệu nữa cho bạn trước khi mình phải ra đường. Ok, mình thì khoảng có 2 ngày nữa mình mới có ở văn phòng lận. Ok, chuẩn bị tới đây thì mình sẽ vận chuyển nó qua một cái thành phố mới, thì có thể là nó sẽ yên tĩnh hơn và mình có thể làm một cái phát trực tuyến để mình coi mình set up được cái camera của mình đó, thì mình sẽ làm một cái phát trực tuyến ở ngoài biển cho nó dễ hơn. Ok, yên tĩnh hơn. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video BTC này. Nhớ, tất cả những cái người nào không quan trọng bạn là ai, lúc bạn bước vô cái thị trường này thì bạn phải lấy ít nhất là 10 tập vừa rồi, 15, 20 tập vừa rồi, coi học những cái tập đó. Cái vấn đề mà bạn giao dịch Bitcoin cũng như tiền điện tử, đây là một cái công chuyện quan trọng chứ không phải là công chuyện vớ vẩn. Và ở đây là không có mì ăn liền. Mình muốn bạn đi lại 10, 15 tập, 20 tập vừa rồi, xác thật tín hiệu của mình, xác thật tín hiệu của mình. Cái thứ hai nữa, đi theo sát với mình, bởi vì nếu bạn hiểu chuyện gì vừa rồi xảy ra, nó rất là dễ để cho bạn chốt đơn trong tương lai. Những người nào mà không chốt đơn được có nghĩa rằng bạn không hiểu mình đang nói gì hết. Có nghĩa là bạn thiếu kiến thức, bạn thiếu kinh nghiệm, có nghĩa là bạn phải học thêm. Cho những người nào mà giao dịch hàng ngày thì chỉ có coi cái video này thôi là có thể chuẩn bị tới đây chốt đơn. Để ý cái vành đen này nha, để ý vành đen này, nếu mà nó bắt đầu lên cái vành đen á thì có thể là nó chọn cái lựa cái trực tiếp đi xuống tới cái vùng này luôn. Để ý cái vành đen này, nếu nó phá vỡ trên cái vành đen đúng không, thì có thể là nó đi trực tiếp tới cái đây luôn. Nhưng mà nếu mà nó rớt dưới cái gì, nó rớt dưới con giá này, cái rớt dưới con giá này thì nó chọn lựa nó tới cái vùng này đã rồi nó mới bay nha, nó mới bay tới 50. Thì cái đó là hai trường hợp ngay bây giờ ngắn hạn nó sẽ chọn lựa. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này. Xin chào mọi người.